Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Nội dung chia sẻ ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung chính như sau. Trước khi đi ngủ, xuất hiện 4 dấu hiệu này, đi khám gan ngay kẻo muộn. Người gan yếu sẽ có 4 biểu hiện này khi đi vệ sinh. 3 thực phẩm ăn nhiều sẽ đục khoét gan, thậm chí gây ung thư. Sau đây, chúng ta cùng đến với nội dung đầu tiên. Trước khi ngủ, xuất hiện 4 dấu hiệu này, đi khám gan ngay, kẻo muộn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người thường xuyên có triệu chứng bất thường vào ban đêm. Đây là một trong những tín hiệu bất thường cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề trục trặc. Nếu như đi ngủ mà bạn thường xuyên gặp phải những dấu hiệu sau đây thì gan của bạn đang kêu cứu, bạn cần đi khám ngay trước khi quá muộn. Thứ nhất, giữa đêm bị đánh thức vì cơn đau. Nhiều người có thể đã trải qua tình trạng này, khi họ ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy đau ở gan, không thể chịu đựng được, phải tỉnh giấc, sau đó rất khó để ngủ lại. Do cơn đau âm ỉ khiến tình trạng mất ngủ kéo dài đến sáng. Điều này chứng tỏ gan đang có vấn đề, đặc biệt là các bệnh về gan và tần suất phát tác vào giữa đêm là tương đối lớn. Nếu cơn đau lặp đi lặp lại, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra gan để được chẩn đoán chính xác. Thứ hai, đổ mồ hôi trộn vào ban đêm. Một số người ngay cả khi không ở trong mùa hè nóng bức, thức dậy vào giữa đêm và phát hiện bản thân đổ rất nhiều mồ hôi, đặc biệt là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và các bộ phận khác. Điều này y học cổ truyền chẩn trị là gan thiếu hụt dương khí, dẫn đến mồ hôi không thể kiềm chế được. Do đó, cần uống thuốc điều hòa gan, nuôi dưỡng âm để điều trị. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn thịt gà hầm, không những bổ sung dinh dưỡng mà còn làm giảm tình trạng đổ mồ hôi trộn. Thứ ba, giữa đêm đi vệ sinh. Tuy rằng nhiều người có thói quen khi thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm, đặc biệt là mùa hè, số lượng thức dậy càng nhiều hơn. Thực tế, đi vệ sinh vào ban đêm không chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ, mà đây cũng là những hiện tượng không tốt, bởi nó chứng tỏ chức năng gan, thận đang đồng thời bị suy yếu. Theo y học cổ truyền, gan thận chủ yếu chịu trách nhiệm chuyển hóa chất lỏng của cơ thể. Nếu chức năng gan và thận bất thường, sẽ có hiện tượng tiểu tiện nhiều về đêm, số lần thức dậy vào ban đêm nhiều hơn. Thứ tư, giữa đêm bị chuột rút. Chuột rút vào giữa đêm là một việc rất đau khổ. Cơn đau sẽ khiến bạn tỉnh giấc vì không chịu nổi. Tuy nhiên, chuột rút vào giữa đêm có thể không phải là biểu hiện của sự co cơ đơn giản. Y học cổ truyền cho rằng gan chủ cân, gân, rối loạn chức năng của gân đều phải xem xét nguyên nhân của gan. Có thể dùng thuốc bổ gan, thận, giảm đau khẩn cấp mới có thể cải thiện được triệu chứng. Còn theo tây y thì chuột rút vào ban đêm có nhiều nguyên nhân, trong đó có các bệnh lý về gan thận. Tất nhiên, những triệu chứng trên đây chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, bởi xét cho cùng, gan vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nếu bạn có những dấu hiệu trên vào ban đêm thì cần phải lưu ý. Rất có khả năng gan đang kêu cứu, kịp thời đến bệnh viện để được chẩn đoán. Ngoài ra, để bảo vệ cho gan cũng như sức khỏe tổng thể, bạn cần tránh các thực phẩm nước uống có hại như bia rượu, hạn chế ăn uống không lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ để tầm soát sớm được bệnh tật. Chuyển sang phần nội dung tiếp theo, trong bản tin ngày hôm nay, người gan yếu sẽ có 4 biểu hiện này khi đi vệ sinh. Thưa quý vị, người xưa có câu, giữ gan là giữ sự sống. Việc bảo vệ lá gan chính là bảo vệ sự sống của bạn. Nếu gan bị tổn thương, nó không chỉ ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể mà còn nguy hại tới tính mạng con người. Vậy những biểu hiện của người bị gan suy yếu là gì?
Có 3 dấu hiệu bạn cần lưu ý về sức khỏe lá gan của bạn khi đi vệ sinh. 1. Nước tiểu đổi màu. Nước tiểu của người bình thường có màu vàng nhạt, dạng lỏng và trong suốt. Những trường hợp thay đổi về màu nước tiểu không bình thường đều là những dấu hiệu nguy hiểm về sức khỏe. Khi nước tiểu có màu hồng hoặc đỏ, có thể do thận có vấn đề hoặc đang viêm nhiễm tiết niệu gây đái máu. Còn khi nước tiểu có màu nâu đen hoặc màu trà, có thể là do các bệnh về gan. Lúc này, chức năng thải độc của gan đã yếu đi, khiến cho màu nước tiểu mất đi độ trong bình thường. 2. Táo bón và tiêu chảy xen kẽ. Bệnh nhân bị bệnh gan rất dễ gặp bất thường trong quá trình tiêu hóa, như vừa bị táo bón, vừa bị tiêu chảy. Hơn nữa, táo bón và tiêu chảy thường có các triệu chứng xen kẽ nhau. Về mặt lâm sàng, nó còn được gọi là tiêu chảy do gan, là một trong những biểu hiện của gan kém. Khi gan suy yếu, chức năng chuyển hóa giảm sút, nó sẽ gây rối loạn trong việc đào thải phân, khiến chất lượng phân lúc quá lỏng, lúc lại gây táo bón như vậy. 3. Phân đậm màu hoặc chuyển sang màu đen. Đây là dấu hiệu kinh điển nhất của các bệnh gan nguy hiểm, đơn cử như viêm gan, suy gan và thậm chí là ung thư gan. Gan gặp vấn đề thì dễ gây xuất huyết đường tiêu hóa, tạo ra phân đen. Ngoài ra, bệnh dạ dày cũng có thể gây ra hiện tượng phân đen do niêm mạc bị tổn thương, chảy máu và làm biến đổi màu phân. Nhìn chung, khi phân có dấu hiệu tối màu dần đi, hãy cân nhắc đi khám bệnh tiêu hóa để tìm ra căn bệnh chính xác cùng phương pháp điều trị thích hợp. Tiếp theo đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung cuối cùng của chương trình. 3 thực phẩm ăn nhiều sẽ đục khoét gan, thậm chí gây ung thư. Thứ nhất, măng tươi. Bún măng và miếng măng là món ăn sáng quá quen thuộc với người Việt. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, măng tươi là thực phẩm hàng đầu gây suy giảm chức năng gan. Trong măng tươi có hàm lượng cyanin rất cao, khoảng 230mg trên 1kg măng tươi. Khi chất này đi vào cơ thể, dưới tác động của các enzyme ở đường tiêu hóa, nó chuyển hóa thành axit cyanhydric, cực độc cho cơ thể, gây viêm loét và gây ngộ độc nghiêm trọng. Thứ hai, dưa chua. Người Việt thích ăn kèm dưa chua, dưa món vì chúng kích thích vị giác rất tốt. Nhưng cái giá phải trả là bạn đang nạp vào hàm lượng muối cao và nitrocyanin cao ngất. Nộp quá nhiều các chất này sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa của gan, làm tổn thương tế bào gan, tăng nguy cơ mắc bệnh gan. Với người có sẵn tiền sử bệnh gan thì các món dưa muối là đại cấm kỵ. Người khỏe mạnh cũng không nên ăn thường xuyên để giữ cho lá gan khỏe mạnh. Thứ ba, mộc nhĩ, nấm hương khô. Mộc nhĩ và nấm hương khô là hai gia vị được người Việt cực kỳ ưa thích. Khi chế biến hai món này, chúng ta thường ngâm trong nước cho nở ra, vô tình tạo nên chất độc alpha toxin cực kỳ nguy hiểm. Nó gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan khác nhau, đặc biệt là tổn thương gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan. Trường hợp nặng còn có thể dẫn đến ung thư gan. Tốt nhất, chúng ta nên hạn chế ăn các thực phẩm phơi khô như thế này hoặc tránh ngâm chúng trong nước quá 20 phút. Thưa quý vị và các bạn, đến đây bản tin sức khỏe xin phép được khép lại. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị trang bị thêm nhiều kiến thức khoa học, góp phần đẩy lùi bệnh gan và tiểu đường cho chính mình và những người thân yêu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.